siêu sao Messi khuynh đảo bóng đá Mỹ, lập hai tuyệt phẩm trước 72.000 khán giả. Báo chí Mỹ choáng ngợp trước con số 72.610 khán giả đến sân Arrowhead ở thành phố Kansas, bang Missouri ngày 14 tháng 4 để thưởng thức trận đấu giữa câu lạc bộ Sporting Kansas City gặp Inter Miami tại giải MLS vì có Messi. Đây là số lượng khán giả đông nhất, đủ để thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử của bang Missouri ở một sự kiện bóng đá, thay cho các sự kiện thể thao khác như bóng đá kiểu Mỹ, đấu vật, vốn thịnh hành bấy lâu nay ở bang này. Cũng cần nói thêm, đây cũng là lượng khán giả đông nhất tại giải MLS trong trận đấu có Messi kể từ khi danh thủ này đến Mỹ vào tháng 7 năm 2023. Sức hút này vô cùng đáng kinh ngạc và thực sự gây choáng ngợp. Messi, danh thủ được xem là xuất sắc nhất mọi thời đại, như thỏi nam châm cực kỳ đặc biệt. Cần nhớ, mỗi trận sân nhà của câu lạc bộ Sporting Kansas City trước đây trên sân Children's Mercy Park chỉ có khoảng 18.467 khán giả. Quyết định chuyển đến sân Arrowhead có sức chứa lớn hơn khi tiếp đón Inter Miami là quyết định rất khôn ngoan của ban lãnh đạo câu lạc bộ Sporting Kansas City. Vé xem toàn bộ trận đấu cũng đã bán hết chỉ trong 15 phút. Rõ ràng, hiệu ứng của Messi với bóng đá Mỹ quá lớn, nhà báo Joe Pompliano, chuyên gia phân tích kinh doanh thể thao Mỹ, nhấn mạnh. Theo báo chí Mỹ, trong 4 sự kiện thể thao lớn ở nước Mỹ kể từ đầu năm 2024, thì có 2 sự kiện ở môn đấu vật WrestleMania Celeb Night 1 và Night 2 có số lượng khán giả đến xem sít sao, lần lượt là 72.543 và 72.755 người so với kỷ lục của trận đấu câu lạc bộ Sporting Kansas City gặp Inter Miami. Điều thú vị không kém, sự kiện được chờ đợi nhất trong năm 2024 của thể thao Mỹ là trận chung kết Super Bowl, môn bóng đá kiểu Mỹ, diễn ra ngày 12 tháng 2. Chỉ đón khoảng 61.629 khán giả, nghĩa là thua cả sự kiện của Messi cùng đồng đội. Hiệu ứng của Messi không phải sự tình cờ. Cổ động viên Mỹ muốn đến sân chiêm ngưỡng thứ bóng đá ma thuật mà danh thủ người Argentina ở tuổi 36 vẫn tận hiến qua từng trận đấu. Họ đã thực sự mãn nhãn, đó là bàn thắng vô cùng đẳng cấp từ cú sút xa gần 30m và pha kiến tạo chỉ có từ tài năng kiệt xuất của Messi, giúp Inter Miami ngược dòng ngoạn mục thắng Sporting Kansas City 3-2. Đáng nói, chứng kiến các pha bóng thiên tài này, không chỉ cổ động viên Inter Miami vui mừng, mà cả cổ động viên của Sporting Kansas City cũng choáng ngợp vì hạnh phúc. 72.610 khán giả trên sân Arrowhead đã phải trầm trồ bởi những tuyệt phẩm ghi bàn và kiến tạo của Messi. Cơn cuồng Messi, Messi Mania vẫn tiếp diễn mà chưa biết bao giờ kết thúc, tờ S, Tây Ban Nha, bày tỏ. Với một bàn thắng và một pha kiến tạo trong chiến thắng của Inter Miami trước Sporting Kansas City, Messi cũng đi vào lịch sử giải MLS khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo thành bàn trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải.